Trần Kiều Ân gác lại công việc để chuẩn bị cho kế hoạch mang thai. Truyền thông tiết lộ Trần Kiều Ân tạm dừng công việc để chuẩn bị cho việc mang thai, thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Cách đây không lâu, trên mạng từng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Trần Kiều Ân đang mang thai nhưng đều bị chính chủ lên tiếng phủ nhận. Mới đây nhất, trên mạng lan truyền hóa ra không phải Trần Kiều Ân đang mang thai mà là cô đang chuẩn bị kế hoạch cho việc có em bé. Trước mắt, nữ diễn viên đã dừng một nửa công việc. Phóng viên cũng từng nhiều lần chụp được những hình ảnh cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Theo như truyền thông đăng tải, dù Trần Kiều Ân đã lớn tuổi nhưng sức hút khán giả vẫn cao. Nhiều kịch bản hay vẫn tìm đến nữ diễn viên nhưng đều bị cô từ chối. Thỉnh thoảng chỉ nhận một vài vai diễn khách mời mà thôi. Tương lai nếu như mang thai, có lẽ Trần Kiều Ân sẽ nghỉ ngơi trong thời gian khá dài. Đầu tháng 12 năm 2019, Trần Kiều Ân và bạn trai kém 9 tuổi, Ngải Luân chính thức công khai tình cảm trên mạng xã hội Weibo với nội dung không kịch bản, không lời thoại, cảm ơn đã quan tâm, tình yêu không từ bỏ tôi, tình yêu cũng không từ bỏ những người đã tin tưởng nó. Sau đó, Ngải Luân liền hồi đáp, dũng cảm đi yêu đi, đã vấp phải nhiều sự phản đối của fan hâm mộ. Thế nhưng, Trần Kiều Ân vẫn kiên định với tình yêu của mình khi truyền thông nhiều lần bắt gặp hình ảnh hẹn hò thân mật, ngọt ngào của hai người họ.